Năm 1992, từ một tỉnh nhỏ, các điều kiện sản xuất nông nghiệp còn thô sơ, đồng ruộng manh mún. Đến nay, sau 30 năm tái lập tỉnh, Ninh Bình từng bước đã xây dựng được nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, tích cực dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng. Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân, vùng nông thôn. Ngày xưa như vậy là chưa có máy cấy thì cấy đi cấy tay thì nhưng mà là ngày mỗi người mà gọi là cày cấy tốt lắm mới được hai sào, nhưng mà giờ máy nó cấy ngày mấy chục mẫu rồi. Ngày xưa thì nhưng mà đi gặt tay thì ngày chỉ được một sào, nhưng mà máy nó gặt ngày phải mấy chục mẫu thôi. Nên là cái đấy là đỡ, rất là đỡ nhiều. Rồi là ngày xưa là nhưng mà là vẫn đang phải đi nhưng mà là gánh lúa ấy. Nhưng mà giờ máy nó đến đầu bờ, nó gặt nó đưa ra bờ cho mà đấy, rồi chỉ có việc xuống là xe họ trả về. Ngày trước là đi làm bằng cuốc, bằng người sức người với cày đấy, nhưng mà giờ là có máy móc làm là nó hỗ trợ được cái sức khỏe con người, đỡ phải làm như vậy là nó khỏe người ra bao nhiêu. Chúng tôi là người công nông dân, cảm thấy là rất là vui mừng. Đó là những cảm nhận rõ ràng nhất về sự đổi thay cơ bản trong sản xuất nông nghiệp của bà con sau 30 năm tái lập tỉnh. Nhất là trong những năm gần đây, nhờ thực hiện tốt chương trình dồn điền đổi thửa gắn với xây dựng nông thôn mới, ở hầu khắp các địa phương đã tạo ra được những ô thửa ruộng lớn, tạo thuận lợi cho việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đưa máy móc vào đồng ruộng. Ngày xưa thì cái chất lượng gạo thì không được ngon như bây giờ. Bây giờ là chúng tôi như thế là đưa 95% là lúa chất lượng cao vào sản xuất. Nhất là vừa rồi như thế là đã đưa cái ST25 vào sản xuất thì cái chất lượng gạo là ngon hẳn. Và một số các cái giống lúa Đài Thơm 8, rồi LT2 Bắc Thơm là nguyên những giống lúa như thế là gạo ngon mà được như thế là thị trường là chấp nhận. Chính vì thế mà đời sống của người dân như thế đến nay cũng đã nâng cao là rõ rệt. Đến nay lĩnh vực trồng trọt của tỉnh phát triển ổn định, năng suất và chất lượng không ngừng tăng lên, an ninh lương thực được đảm bảo. Năm 2021, diện tích lúa đặc sản chất lượng cao chiếm gần 73% tổng diện tích gieo cấy, năng suất bình quân đạt trên 61 tạ trên 1 hecta, tăng gấp 2,4 lần so với năm đầu tái lập tỉnh. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả mang lại giá trị kinh tế cao gấp 3-4 lần trồng lúa. Đời sống của cái người nông dân trong cái thời đại bây giờ, tức là so với trước đây thì đã vượt nhiều. Đó là cũng nhờ Đảng và nhờ Chính phủ, nhờ quê hương, tức là tạo điều kiện cho cái người nông dân, tức là cải tạo vườn ao chuồng, tức là nâng cao cái đời sống và cái tinh thần của người nông dân. Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong những năm tới, các cấp các ngành và địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước chuyển đổi số trong nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp văn minh, hiện đại,